Chào anh em nha. Ông anh mình có chiếc ghe kêu bán, thì anh em hãy theo người siêu nha để coi ghe đó ghe gì nha. Đây anh chủ nha anh em. Bây giờ tới đi ra cái ghe của ảnh nha. Ngồi vỏ chạy đi mới được. Ở đây là Hà Giang nha. Ra đường kia thì đi không có được, cho nên là phải đi đường này mới thấy được chiếc ghe ha. Đây là Hà Giang nha anh em, thuộc thành phố Hà Tiên. Đây chiếc ghe nằm đây, ghe này ghe sông nha. Đó, đây là sau lái nha, sau lái em nó. Cây là cây sao hoàn toàn nha anh em. Ghe biển số ở An Giang 13982, sạm bã chắc chai nha. Bây giờ chút nữa mở máy cho anh em xem. Máy này thì không có bình cho nên nổ không được nha anh em. Đó phần mũi nè. Đó. Rồi lên ghe nha. Rồi chút mũi nha anh em. Mình lên trên được ghe rồi nha anh em. Ghe này cái sao hoàn toàn nha, sẵn bã chắc chai. Nghề chở hàng khô ha. Bây giờ mình sẽ đi vô đây cho anh em coi. Đó. Sức chứa của nó là 8,5 tấn nha. Bề ngang là 2m8. Bề dài là 12m35. Tâm hạ là 1m. Tính trong giấy á nha. Còn phần này là mình làm thêm đó. Rồi đi xuống. Cây sao hoàn toàn. Chiếc này anh chủ kêu giá là 50 triệu nha. 50 triệu có thương lượng. Đó, ở bên trước thì có quét nhớt hết trơn rồi nè. Dầu. Dầu chai. Nhớt đó. Dầu chai đó. Mua về mình chở mấy cái hàng gì đó anh em. Tùy theo mình. 50 triệu có thương lượng. Rồi mình ra sau mình coi nha. Ghe cây sao. Sao hồi xưa thì khỏi nói rồi, bền lắm. Anh em nào cần thì cứ liên hệ số điện thoại của anh chủ nha, trên màn hình. Ở đây trong cabin. Đây trang thờ nè. Chiếc này đang hiện tại là ở Hà Giang nha anh em, thành phố Hà Tiên. Máy Kia 4 nha. Ồ. Vì cặp bình đó không có ở đây cho nên là không có nổ máy được cho anh em ha. Ở sau đây có cái hầm nữa nè. Ồ, chân vịt nhôm. Này hộp số nè, không biết mấy tua nữa. Số đặt có 12 quá. Vậy quá. Hộp số 12. Kia 4 nha anh em. Chiếc này đem về sơn phết gì lại ha. Sửa chữa gì lại theo ý mình. Trên đây thì này là nhôm. Nhôm, tấm nhôm, nó cái cabin nè, ha. Cái cabin giả sập xuống rồi. Thì trong tầm giá thì giá 50 đó, anh em cứ thương lượng với ảnh ha. Tùy theo mỗi ngành nghề. Ở biển thì nhiều khi người ta cũng ghe này người ta cũng không có cần dùng đến, nhưng mà mấy cái miền sông nước đó ha, người ta có vốn ít đó, người ta sẽ chở như trái cây rồi chở mấy cái đồ này nọ. Thì giá 50. Nếu mà anh em đóng mới thì
Chiếc này thì 200 triệu, không có gỡ được đâu. Cây sao mà sao bây giờ á, sao vườn đó một khối hai mấy triệu, sao non á. Rồi bây giờ đi lên nha, còn ngon lắm anh em, có cái đầu dày luôn nè. Đây tấm bạc. Rồi đi lên quay hình dáng ngang cho anh em xem hết một lần nữa nha, nhắc lại thông số cho anh em luôn. Rồi trái độn nè, về thì mấy cái tấm này anh em không xài nữa thì cứ dục nó làm cái đầu mới thiết kế theo ý mình. Ghe đang ở Hà Tiên, Hà Giang, Hà Tiên đó. 50 triệu cho mối tình. Ghe xong, cây sao hoàn toàn sạm bã chắc chai nha. Ghe này ở dưới thì không có lót nhôm cái gì hết trơn, toàn bộ là cây với sạm bã chắc chai thôi. Máy Kia 4. Đây trước mũi em nói nha anh em, ở đây mình thấy là có chèn tấm bạc qua nè, đừng để vô gông với mấy con hà nó bám ha. Bây giờ xin nhắc lại với anh em luôn nha, chiếc này là bề ngang là 2m8, bề dài là 12m35, tâm hạ là 1m, ở trong giấy nha anh em là nó chứa được 8,5 tấn trong giấy đó, còn mà thực tế là nó chứa được 20 tấn nha, lên be cao này nọ luôn á là chứa được 20 tấn. Thì giá của nó là 50 triệu có thương lượng ha. Máy là máy Kia 4, hộp số là 12, chân vịt nhôm. Rồi kết thúc nha, anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại của anh chủ trên màn hình á. Bye bye anh em, hẹn gặp lại nha.